Em xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại em đang có mặt tại trung tâm thương mại Lotte Tây Hồ, trung tâm thương mại lớn nhất Hà Nội, vừa được khai trương thử vào ngày hôm qua. Đến ngày hôm nay là ngày thứ hai mở cửa để cho mọi người thủ đô có thể vào để chiêm ngưỡng cái trung tâm thương mại lớn nhất Hà Nội như thế nào. Đó là cái trung tâm thương mại Lotte. Đây cũng là trung tâm thương mại Lotte lớn nhất ở Việt Nam luôn. Với diện tích 222.000 m². Đây là toàn cảnh ở phía bên ngoài để nhìn vào. Thì chúng ta thấy đây là cái lối để đi vào dành cho cả xe máy lẫn là phương tiện xe ô tô. Và những cái bãi đỗ xe của cái ngày khai trương mở cửa thứ hai này rất là đông. Thì cái điểm để mà lấy vé đi vào thì là điểm lấy vé tự động, sẽ giảm thiểu cái thời gian để đi vào trong trung tâm thương mại. Đây một trong trung tâm thương mại rất hiện đại, ứng dụng cái công nghệ lấy vé tự động này. Rất ít trung tâm thương mại Hà Nội sử dụng cái công nghệ này. Đây là lối vào gửi xe ô tô. Còn đây quang cảnh ở bên cạnh này thì có những cái đài phun nước đang được phun lên. Rất là rộng. Được thiết kế theo kiểu hình hộp xếp chồng ấy. Nhìn rất là đẹp và bắt mắt. Đây là góc quay của em, là có những góc quay là góc siêu rộng nên hình ảnh sẽ được thu nhỏ lại và nhìn được toàn cảnh hơn. Cái điểm nhấn của cái Lotte trung tâm thương mại này là trước cửa có cái những cái phun nước, biểu tượng phun nước. Còn ở cửa là đang có chữ là Hello Hà Nội. Thì là vẫn chưa ghi những cái quảng cáo gì nhiều, bởi vì trung tâm thương mại mới là khai trương thử thôi. Còn sắp tới đây đến tháng 9, 22 tháng 9 mới là khai trương chính thức. Do đó là ở trong này có những cái nhãn hàng là vẫn chưa mở bán. Nên ở cái khoảng giữa này chúng ta thấy có một cái khoảng rất là rộng. Còn những cái nhãn hàng, nhiều nhãn hàng vẫn chưa mở cửa đâu. Tuy nhiên cái ngày khai trương thứ hai này thì rất là đông du khách đến, bởi hôm nay là ngày thứ bảy. Đây các bạn có thể thấy là rất là đông. Người lớn lẫn là những cái gia đình cho trẻ em đến chơi. Chúng ta có thể nhìn từ bên dưới lên cái hình ảnh rất là rộng rãi, hùng vĩ này. Tuy nhiên em đến là chỉ được có 5 tầng thôi. Nhưng hôm trước em đọc báo thấy là 7 tầng. Nhưng em đến thì lại là 5 tầng. Thì có lẽ là chắc em chưa đi đến 2 tầng. Đây là cảnh chúng ta nhìn từ dưới lên rất là đẹp, rất là rộng luôn. Còn đây là cái phần thang máy này. Đây có một cái tấm biển, tấm bảng LED. Cái trung tâm thương mại Lotte là có hai cổng liền. Một cổng ở phía bên Lạc Long Quân, còn một cổng ở phía bên Võ Trí Công. Đây là cổng ở bên Võ Trí Công Lotte. Cổng bên này thì ít người vào hơn cổng phía bên Lạc Long Quân kia. Tuy nhiên là cái khoang cảnh thì cũng rất là rộng. Đây là một cái nhãn hàng của Chanel này. Tuy nhiên vẫn chưa được mở cửa. Mọi người có thể đi xung quanh chụp ảnh thoải mái. Còn ở đây là cầu thang máy. Đây chúng ta thấy đi rất êm, đi lên rất là rộng. Nhìn chung ở tầng 1 thì chỉ có vài nhãn hàng mở thôi, còn đâu vẫn đang đóng cửa. Nhìn rất là rộng. Ở tầng 2 thì có nhiều nhãn hiệu hơn. Tuy nhiên là phần lớn mọi người hôm nay đến đây thì cũng để tham quan là chính, mà đến để ăn uống. Đây là bên trên tầng 2. Ở đây thì mới có mấy nhãn hàng thôi, vài nhãn hàng mở cửa thôi. Ví dụ bên này có Puma, còn đâu nhiều nhãn hàng khác chưa mở. Ở cái Lotte này có một cái cầu thang máy theo dạng băng truyền, dây truyền như này, mà đi một phát là 2 tầng luôn. Chúng ta thấy có thể đi này. Cái thang này của chúng ta đây đang đi là từ tầng 4
đi xuống tầng 2 và bỏ qua tầng 3 này. Đấy, rất là hay. Đây chúng ta đang đi thử một phát là từ tầng 2 này lên tầng 4 luôn. Chúng ta sẽ không đi qua tầng 3 luôn, không rẽ vào tầng 3. Trên tầng 4 này thì có cái rạp chiếu phim Lotte. Ngày hôm qua cái ngày khai trương thí điểm thì sẽ phát vé miễn phí. Còn ngày hôm nay 29 thì chắc là sẽ không có vé miễn phí, nên không thấy đông người ở cái chỗ vé xem phim. Đây là Lotte Cinema đây, Westlake Hồ Tây. Rất nhiều người đến là trong tâm trạng là đến vui chơi. Còn ăn uống thì mới chỉ có vài hàng quán thôi. Đây là bên trong cái rạp chiếu phim Lotte. Ở Việt Nam có hai cái rạp chiếu phim nổi tiếng, chính là Lotte và CGV. Lotte cũng là một trong những cái rạp chiếu phim. Đây, cái chỗ chiếu phim rất là đông. Đây có cái biểu tượng bàn tay đang để trong cái hộp. Đây là cái chỗ vé, shop vé xem phim. Thì cái phần vé xem phim này cũng giống cái chỗ khác thôi. Đây, xem phim miễn phí duy nhất là 28 này. Chúng ta lại tiếp tục đi lên cái tầng cao hơn. Bên kia thang máy nhìn trong suốt luôn, nhìn rất là đẹp. Cái phần giữa của cái trung tâm thương mại Lotte này nhìn chung sẽ rất là đẹp, rất là rộng. Còn cái phần bên ngoài này là phần của tầng 5. Tầng 5 chúng ta đi bộ sang bên ngoài, chúng ta sẽ thấy có những cái vườn cây ở bên ngoài luôn. Ở Hà Nội thì theo như em biết là chưa có một cái trung tâm thương mại nào mà chúng ta lên được trên cái tầng trên này mà trồng cây. Như ở Aeon Long Biên thì lên trên tầng cao nhất là tầng, em không nhớ tầng 4 hay 5 gì đấy, cũng có nhưng mà chỉ là để xe thôi. Còn đây có một tầng chỉ tận dụng để trồng cả cây nữa, rồi cả khuôn viên vui chơi cho trẻ em. Ở đây có một cái cây là cây lá da cam. Em không để ý là cây lá thật hay là cây giả, nên mọi người cũng ra đây chụp ảnh. Bây giờ bên ngoài trời cũng rất là nóng ấy, 40 độ C Hà Nội, 11 giờ trưa. Đây chúng ta lên trên này ngắm cảnh trên này, thì chúng ta thấy là đây có trồng cây. Đây cảnh chúng ta nhìn qua cái lan can kính. Lan can kính rất là cao nhá, cao phải trên 1,5 mét. Đây lan can kính rất cao thì chúng ta nhìn xuống bên dưới. Đây cái phần chúng ta nhìn ra cái đường Lạc Long Quân. Bên dưới rất là nhiều chỗ để xe luôn. Hôm nay em đi là thấy kín chỗ để xe luôn rồi. Trên này thì có vài cái bàn ghế để cho ngồi. Rất nhiều cây. Ở phía giữa là trung tâm thương mại, hai bên cạnh có hai cái tòa nhà ấy. Còn đây là cái bảng để điều khiển cái xem vị trí chúng ta ở đâu, cũng như là để chúng ta xem được những cái địa điểm đi đến. Rất là to, các bạn, rất là to. Quang cảnh nhìn xuống này. Nhìn chung là cái trung tâm thương mại này mới mở thí nghiệm thôi, thí điểm. Thế nên là vẫn chưa có nhiều nhãn hàng thôi. Nếu chúng ta đến đây chỉ là đến để xem cho biết thôi, chơi thôi, chứ để mà mua sắm ăn uống thì vẫn chưa đầy đủ các thương hiệu, các nhãn hàng, mới có vài quán ăn uống thôi. Vài quán ăn uống, còn đâu là chỉ là để không. Còn đây là cái phần phun nước phía bên ngoài. Thôi thì chúng ta cũng đi về. Chúng ta chỉ nhìn chung là review thôi, cũng chưa có gì cả. Đây là lúc là chúng ta đi về rồi. Rất là cao.